Huyền Nhi và kỹ sư Phi Hùng, kính chào quý khán giả cùng quý nhà vườn thân mến. Thưa bà con, theo dự báo từ nay đến cuối năm 2024 thì Enzo sẽ chuyển từ trạng thái Enino sang La Nina và từ tháng 9 đến tháng 11, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ rơi vào mưa cao điểm, lượng mưa cao hơn từ 5 cho đến 30% so với trung bình nhiều năm. Ngoài ra thì hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào khoảng thời gian này và đứng trước những cái ảnh hưởng của mưa dầm thì hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung cũng như là canh tác sầu riêng nói riêng cũng sẽ có những ảnh hưởng và theo phi hùng thì những cái vấn đề mà bà con mình phải gặp phải à, bao gồm sẽ là những gì cảm ơn quỳnh nhi thì à, những cái vấn đề mà rơi vào cái điều kiện thời tiết mà mưa dầm ở quỳnh nhi thứ nhất là làm cho cây trồng của mình rơi vào cái tình trạng là bị stress do bất lợi môi trường thì bà con mình thấy mưa nhiều liên tục như vậy cái tần sức mà cây mình có nắng để thực hiện cái quá trình quan hợp nó rất là ít bà con nên ở đây thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cái chất ức chế sinh trưởng và chất tạo stress cho cây sầu riêng được hình thành thứ hai là uh, bệnh hại sẽ phát sinh nhiều hơn tại vì ẩm độ cao nè rồi lượng đạm tự do nó dồi dào thì đây là một trong những môi trường hết sức thuận lợi cho việc nắm bệnh tấn công đặc biệt là nứt thân xì mũ nha bà con đối với khu vực miền Nam tây nguyên thì bà con mình phải lưu ý những cái vườn mà trồng cái bộ ghế cây sầu riêng hơi sâu và bên cạnh đó là sói mòn đất bh giảm và một cái vấn đề mà vi hùng thấy bà con mình cần phải lưu ý đó chính là mưa nhiều thì làm ảnh hưởng tới cái quá trình bà con mình đi thăm vườn tại vì mưa lớn quá thì nguy hiểm đó quỳ nhi xong rồi bà con mình đi thăm vườn khó khăn nên sẽ ảnh hưởng tới cái việc bà con mình chăm sóc và đặc biệt là gì liên quan tới khâu mà phun xịt đó là bà con mình khó khăn trong cái khâu mình đi mua thuốc rồi mình thu hoạch mình chuyên chở đó là một số cái vấn đề mà Phi hùng có thể ghi nhận được trong bối cảnh thời tiết mưa dần Vâng và đó là những cái vấn đề theo góc nhìn của một người làm kỹ thuật như là Phi Hùng Còn với bà con thì bối cảnh mưa dầm nó sẽ tồn động những cái vướng mắt nào Và sắp tới thì sẽ giải quyết nó ra sao Chúng ta cùng thảo luận trong chương trình hỏi đáp nhanh sầu riêng kỳ số 27 Với chủ đề những lưu ý không nên bỏ qua khi mà chăm sóc sầu riêng trong bối cảnh mưa dầm Kính mời bà con cùng theo dõi mở đầu cho chương trình hỏi đáp nhanh sầu riêng kỳ số 27 của chúng ta sẽ là câu hỏi với nội dung như thế này Thấm sâu 30 giây có công dụng gì và liều bao nhiêu Phun bao lâu thì an toàn nếu mà gặp mưa Xin mời Phi Hùng Rồi cảm ơn Quỳnh Nhi Thì đối với chế phẩm thấm sâu 30 giây đó bà con Đây là một trong những cái chế phẩm mà Hùng và cũng như anh em ban biên tập muốn gửi gắm tới bà con mình trong cái bối cảnh thời tiết mưa dầm như thế này. Thứ nhất á, về công dụng của chế phẩm thấm sau 30 giây đây là một trong những chế phẩm có tên gọi nôm na là chất trợ lực thấm sâu 30 giây bà con thì nó sẽ giúp cho thuốc của mình được thấm sâu hơn nè lon trải và đặc biệt là gì hạn chế thất thoát trong cái quá trình bà con mình phun xịt thì ở đây bà con mình thấy thì nắng quá mình phun á, thì cái tỷ lệ bốc hơi nó rất là cao và trong bối cảnh mưa dầm như thế này bà con mình phun á, thì thuốc thấm vào không kịp tầm khoảng 15-20 phút sau mưa thì nó rửa trôi hết trơn thì đối với chế phẩm thấm sau 30 giây sẽ giải quyết được những cái vấn đề trên về liều lượng sử dụng ở Quỳ Nhi thì một chai thấm sâu 100ml bà con mình dùng dùm phi hồn dao động từ 200 tới 220 lít nước còn mà có mình phun bình tay á thì được 10 bình và nếu mà có mình có cái chế phẩm thấm sâu 30 giây này vào trong phi thuốc thì bà con mình phun xong gác cần xong phun hết giường thì 5 phút sau mưa cũng không sợ nữa bà con thì chế phẩm này đã làm tốt cái nhiệm vụ đó chính là thấm sâu lon trải và tăng cái hiệu lực thuốc cho cái bình phun của mình và thời tiết dạo gần đây thì bà con mình nghe nhiều về cái khái niệm là sầu riêng bị buông lóng hở tầng rời như vậy thì bà con lại hỏi một cái là tầng rời là cái gì và huyền nhi xin giải đáp cùng bà con mình thì tầng rời là một cái cấu tạo tế bào của thực vật nhưng mà không phải là loại nào cũng có ví dụ như là trên cái hạt lúa nè rồi cây chuối hoặc là cây ổi thì bà con mình thấy là nó không có tầng rời do đó thì nếu mà những cái trái này nó có bị hư hoặc là hạt lúa nó có bị lép thì bà con mình nó cũng thấy là nó sẽ tồn tại ở trên cây luôn mà nó không có rụng được còn trái lại thì với một số loài cây ví dụ như là uh, sầu riêng của mình nè cam quýt nè thì nó sẽ có cái tầng rời và khi mà mà những cái môi trường bất lợi nó xảy đến thì cái cây mình nó sẽ bị stress nó hình thành nên những cái chất ức chế như là acid acid ethylene nó làm hình thành tầng rời và tầng rời thì nó sẽ gồm nhiều năm bảy tế bào nó chồng lên nhau nè và nó sẽ tiết ra cái chất chế làm cho những cái chất này nó những cái tế bào này nó không dính vào nhau nữa mà nó sẽ hở ra nó sẽ tách ra và khi mà có một cái dao động nào đó hoặc là nó hở ra rồi nó bị ảnh hưởng của trọng lực đến một thời điểm nào đó nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng của mình nó bị à, buông lóng nó rụng bông hoặc là nó rụng trái non thì đây là một cái thông tin khoa học mà bà con canh tác sầu riêng thì chúng ta cũng phải nắm được tại vì đây là một cái đặc điểm mà không phải là cây trồng nào cũng có Rồi cảm ơn Quỳnh Nhi với cái phần phân tích về tầng gời rất là hay thì kế tiếp là câu hỏi của Phi Hùng đến từ câu hỏi số 3 bông bị uh, buông lóng rồi uh, phun cử maybe carbophos nano kẽm thấy bớt rụng rồi nhưng mấy nay mưa quá có cần phun lại hay không thì uh, kèm theo cái điều kiện thời tiết là mưa như vậy đó bà con thì bên trong mình phun chống rụng thì bên ngoài bà con mình cũng phải quản lý đọt và trái lá giúp phi hùng bây giờ mình sẽ kiểm tra phần đọt nếu mà trong cái bối cảnh mưa mấy ngày liên tục luôn thì chắc ăn cái đọt cây sầu riêng mình nó sẽ tỉnh lại thì lúc này nó sẽ xảy ra cái việc cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và trái non nên bà con mình không để cái đọt tỉnh dậy được bà con mình thấy mới sáng lên mới le lưỡi gắn hoặc là mới sáng mũi giáo thì bà con mình dùng dùm phi hùng nha một chai abn v 10 cộng một chai nano ca cộng mình hòa cho chấm lít mình phun để quản lý cái đọt lúc này đọt ổn định rồi thì mình sẽ vào bên trong mình kiểm tra nếu mà anh đã chia sẻ là bớt rụng rồi và mấy nay mưa thì cái vấn đề anh quan trọng nhất giúp vi hùng đó chính là mình chống sốc và mình ổn định cân bằng áp suất thẩm thấu thì ở đây vi hùng có một cái công thức gọi là mình vừa hỗ trợ quá trình cây mình số nhị và vừa giúp cho cây mình điều hòa cân bằng thì bằng cái công thức như sau bà con đối với công thức này thì 30% phần trăm tới sáu bảy phần trăm bà con mình gặp mưa phun được bình thường không ảnh hưởng gì thứ nhất là bà con mình sẽ có 50 g SuperCat thứ hai là bà con mình có một chai abn Blue và cái thứ ba là gì bà con mình bỏ vô dùm vi hùng hai trăm ml bo trắc là ba cái sản phẩm chủ đạo mình hòa vào phi 200 lít mình phun trái non và mặt dưới lá nếu mà cái lịch sử phun thuốc gần đây bà con mình chưa có cộng thuốc bệnh thì cộng dùm vi hùng dù, tám mươi ml top lút để mình phun mình quản lý cái nấm bệnh đó là một số các thông tin còn bây giờ cái vấn đề buông lóng đã được khắc phục rồi thì bà con mình phải tập trung vào vấn đề là chống sốc và tăng cái tốc độ chạy trái đó là những thông tin mà phi hùng điểm qua để cho bà con mình thuận tiện trong việc chăm sóc trái non Bà con thân mến, với bối cảnh mà mưa dầm như thế này thì à, môi trường sống của cây cây sầu riêng bị rất là nhiều áp lực về bệnh hại Do đó thì bà con mình thường có cái thao tác mà chúng ta phòng chống bệnh từ xa thông qua việc là rửa mắt cua rửa bông thì giai đoạn mắc cua bà con chia sẻ là đã rửa thường xuyên rồi và đến giai đoạn bông mình nó đã lớn thì bây giờ mình cũng vẫn rửa thường xuyên như vậy hay là mình có thể giãn ra để giúp bà con mình tiết kiệm thời gian cũng như là công sức lao động cảm ơn quỳnh nhi thì đối với thao tác rửa bông thì không chỉ diễn ra trên cây sầu riêng đâu bà con trên cây sầu rồi trên cây cam sành đều diễn ra thao tác này khi mà trời mưa ha đặc biệt là mưa dầm hoặc là mưa đêm thì ở đây phi hùng sẽ chia sẻ theo cái hướng là bà con mình đã rửa hai cái chế phẩm mà vi hùng chia sẻ nhiều đó chính là top loot và nano kẽm rồi. Thì đối với cái dòng này khi bà con mình rửa theo cái công thức bên trên màn hình đó bà con thì 2 tới 3 ngày hoặc là 4 ngày sau bà con mình gặp mưa, bà con mình không cần dùng thuốc bệnh nào để bà con mình rửa lại, tại vì những chế phẩm này còn cái công dụng và còn khả năng bảo vệ cái bông sầu riêng của mình. bà con mình chỉ cần dùng cái nước sạch thôi, bà con mình bơm cái nước ở dưới sông lên, bà con mình đưa vào trong phi, bà con mình rửa là bình thường. còn về cái thời điểm như này bà con, tại vì một số dòng thuốc á quỳnh nhi, thì ngoài cái cơ chế bảo vệ thì nó có thêm một cái đặc tính đó chính là nóng. nếu mà mình rửa nhiều quá, mà mình chọn cái dòng thuốc không có mát thì lúc này cái bông của mình nó bị khàn khàn, nó không có bệnh nhưng mà nó không chịu lớn luôn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình phát triển và cũng như hình thành bên trong cái bông dẫn đến hiện tượng là nhiều nhà vườn mình kỹ quá rửa thuốc bệnh nhiều rồi cái bông mình teo lại tới lúc sổ nhị á, thì phấn bên trong không có nhiều làm cho cái việc chạy trái nó chậm đó là những cái ý mà bà con mình cần phải lưu ý giúp Phi Hùng khi mà ứng dụng cái nano kẽm và top lút Dạ vâng cảm ơn Phi Hùng và tiếp tục chương trình của chúng ta sẽ là câu hỏi như thế này trước khi bông sổ nhị bao lâu thì bắt đầu làm già lá và công thức gì có nghĩa là nhà vườn này cũng đã có ứng dụng cái biện pháp mà chúng ta kéo đọt giai đoạn mà nuôi bông rồi và thời điểm mà mưa lâm châm mưa nhiều như thế này thì nước tích tiểu thành đại ha đọt nó cũng khả năng bị xì hoặc là cái lá mình nó cứ phát triển hoài mà nó không có chịu già tự nhiên thì lúc này là đòi hỏi là nhà vườn phải tính đến cái bài toán mà mình hỗ trợ làm cho già lá nhanh Cảm ơn Quỳnh Nhi Thì đối với các công thức già lá mau trong cái thời điểm hiện tại đó bà con Thì vi Hùng thấy rằng cái bộ giải pháp này đang là một trong những cái hướng mà bà con mình ứng dụng rất là nhiều Tại vì nó vừa có thêm cơ chế là ngừa bệnh kích kháng luôn bà con Thứ nhất trong cái phi 200 lít thì bà con mình bỏ giúp Phi Hùng là 500ml Agigon 620 Thứ hai là bà con mình bỏ giúp Phi Hùng là 500ml nano cà cộng Và bên cạnh đó là bà con mình muốn lá già mau và cũng như là giữ kích thước lá thì phải bổ sung vi lượng giúp Phi Hùng Thì bà con mình bỏ thêm giúp Phi Hùng vào cái chai ABN Blood Và bên cạnh đó nhớ cộng thêm sau gầy nha bà con để cho mình giữ được cái bộ lá này Thì thời điểm mà con mình phun thì năm nay á mình sẽ lấy cái mốc là mình xác định được tầm khoảng 7-10 ngày nữa Vườn mình chuẩn bị bước vào thời điểm số nhị thì mình phải tiến hành từ cái thời điểm đó luôn là trước 7 tới 10 ngày bà con mình phải thúc cho lá già thì bà con mình thấy đi tuy cái lá sầu riêng mình mở lá nhưng mà khi bà con mình để cho mở lá chậm thì nó vẫn cần dinh dưỡng để bơm lên để cho việc già lá nó diễn ra thành thục hơn nên ở đây mình chủ động trước 7 tới 10 ngày mình sẽ phun cái bộ giải pháp này để cho an toàn còn nếu nhà vườn nào mình thấy cái bông sầu riêng mình xuống nhị sớm hơn nữa thì giật lại là gì 5 ngày bà con mình có thể đánh cái bộ giải pháp này lại lần hai đó là những cái ý mà Phi Hùng chia sẻ tới bà con mình và năm nay thì theo nhiều nhà vườn chia sẻ là bông sầu riêng của mình sẽ có dấu hiệu là nó sổ nhị sớm và làm sao để mà mình biết bông gần sổ nhị thì bà con mình có thể nhìn những cái dấu hiệu như là cái bông của mình bình thường là mình thấy nó màu xanh và cái đầu nó hơi tròn tròn và bây giờ tự nhiên nó nù ra như là vú bò và nó chuyển cái màu hơi vàng đồng thì đây là những cái dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ là bông của mình nó sắp bể chum, nó sắp nở rồi và những cái giải pháp bà con mình tăng cường sức khỏe hạt phấn cho bông nè, cũng như là quản lý đọt làm già dạ lá thì cũng nên được tác động từ sớm Vâng đó là những cái phần mà à, lưu ý không nên bỏ qua đối với những cái vườn sầu riêng miền Tây mà chúng ta đang xử lý ra hoa nghịch vụ. Còn à, đối với những cái vườn mà cây tơ giai đoạn phục hồi sau thu hoạch thì sẽ có những lưu ý gì khi mà giai đoạn mưa giảm sắp tới thì xin mời bà con đến với ít phút giải lao sau đó chúng ta gửi mở nha. 4 điểm nhận biết hàng An Phát nông chính hiệu. Hàng An Phát nông phải có logo chữ AVN với biểu tượng đốt lúa trên góc trái. Hàng An Phát nông phải có Dòng đơn vị phân phối, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phát Nông Hàng An Phát Nông phải có Băng nhận diện hình chữ L, in chìm biểu tượng APN Hàng An Phát Nông phải có QR code dẫn đến kênh youtube An Phát Nông Hàng An Phát Nông chính hiệu phải đủ 4 yếu tố trên An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp Quý khán giả cùng với nhà vườn thân mến, chúng ta đang trở lại với chương trình hỏi đáp nhanh sầu riêng kỳ số 27 với chủ đề Những lưu ý không nên bỏ qua khi chăm sóc sầu riêng trong quá cảnh mưa dầm Sẽ là câu hỏi số 6 với nội dung như sau Tại sao pH thường giảm khi trời mưa nhiều và có cách nào để mà giữ pH ổn định hay không? Cảm ơn Quỳnh Nhi thì đối với cái hiện tượng mà pH giảm khi trời mưa nhiều đó bà con thì thứ nhất nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nồng độ axit có trong nước mưa. Bà con mình thấy đi mưa dầm thì mỗi ngày đất mình tiếp nhận một cái lượng axit nó rất là ít nhưng mà ngày này qua ngày nọ bà con giống như câu tích tiểu thành đại đó thì từ từ nó sẽ ảnh hưởng tới cái pH trong đất của mình. Và bà con mình thấy đi axit sẽ ăn mòn những cái rễ của mình và khi những cái rễ của mình nó bị ảnh hưởng bởi axit trong nước mưa rồi thì hấp thu dinh dưỡng không tốt. Về đạm lân kali thì những cái chất này khi nó dư ra gặp cái môi trường đất của mình có những con vi sinh vật nó gây hại thì nó sẽ nhân mật số lên rất là mau, sẽ ảnh hưởng tới cái pH đất của mình. Và bên cạnh đó một cái vấn đề nữa là gì? Khi mưa nhiều cái độ thoáng khí trong đất mình rất là thấp bà con. Thì không có thoáng khí nó bị nén dẻ liên tục thì trong cái bối cảnh như vậy nó tạo nên một cái môi trường yếm khí nhân tạo làm cho các công vi sinh vật có hại nó nhân mật số lên, nó đánh vào vùng rễ và nó ảnh hưởng rồi thì có cách nào uh, giữ cho pH ổn định hay không thì đối với trong thời tiết mưa dầm như thế này bà con thì mình không thể nào mình cải thiện được mà mình phải chuẩn bị cái nồng độ pH ổn định ngay từ thời điểm mà con mình dở bạc đối với miền Tây và cũng như là chuẩn bị cước đọt đối với khu vực miền Đông Tây Nguyên thì cái bền nhất vẫn là cái hữu cơ bà con. Bà con mình có những cử đi hữu cơ định kỳ để giữ cho cái đất của mình luôn tươi xốp và bên cạnh đó bà con có thể mượn những cái con vi sinh vật có lợi giống như ma mình chủng vào trong đất để cho nó tăng mặt số lên để cho nó giữ cái môi trường của mình luôn sạch sẽ và luôn ổn định thì lúc này cái việc pH nó sẽ ổn định hơn và bên cạnh đó thì Quỳnh Nhi thấy còn một số cái nguyên nhân nào nữa để ảnh hưởng tới cái pH khi mà à, trời mưa nhiều. Thì còn một cái nguyên nhân mà làm pH giảm đó chính là à, mưa nhiều thì nó sẽ làm rửa trôi những cái nguyên tố kiềm trong đất, ví dụ như là canxi nè, magie nè, nó chảy xuống sông suối hồ gì hết trơn và làm cho đất mất tính kiềm thì nó cũng sẽ kéo pH về cái thang là nó sẽ giảm hơn với 7 và về giải pháp thì phi hùng cũng chia sẻ là bà con mình có thể là sử dụng những cái dòng hữu cơ để mà chúng ta tạo cái môi trường ở phía trên đó, nó cũng sẽ uh, tăng cường hoạt động của hệ vi sinh vật nè rồi nó cũng sẽ giảm cho sói mòn rồi nó sẽ cũng bớt đi được cái hiện tượng là rửa trôi nguyên tố kiềm uh, hồi nãy thì phi hùng có nhắc đến là chúng ta sử dụng cái triko ma vào mùa mưa thì bà con mình cũng đặt một cái vấn đề như thế này chúng ta biết là triko ma là một cái nấm đối kháng là nó sống nó cũng sẽ cần oxy nó cũng sẽ cần ánh sáng để mà thực hiện một số quá trình của nó. Tuy nhiên thì mưa nhiều quá, thì liệu rằng là cái con trico này nó có thể sống và nó có thể nhân mật số và thực hiện tốt cái nhiệm vụ của nó hay không? Cảm ơn Quỳnh Nhi. Thì như ý trên, phi hùng có chia sẻ là trong bối cảnh mưa dầm như thế này thì việc sinh sống nó rất là khắc nghiệt bà con. Thì ở đây phi hùng có mở ra một ý là nếu mình biết được cái tiểu khí hậu khu vực của mình hoặc là mình canh tác hai tới ba vụ trên cái nền đất đó rồi, mình đón được cái khoảng thời tiết sắp tới mưa thì bà con mình nên chủ động là mình chủng các con trico đẹp ma ở cái thời tiết nó đẹp một xíu là có nghĩa là nắng nó ổn định nè. Trong là bà con mình thấy là gì? Trico đẹp ma là các con vi sinh vật có lợi thì bà con mình phải cung cấp chung với cái hữu cơ tạo một cái nền hữu cơ nhẹ để cho nó sinh sôi và nó nhân mật số lên thì ổn định hơn còn hiện tại bà con mình thấy đi mưa dầm như thế này trong nước mưa có axit và cái môi trường đất của mình nó đang không ổn định mà con khi bà con mình chủng vào nó vẫn sống nhưng mà ở đây nó có một cái hiện tượng là gì nó sống nó phải đấu tranh với những con vi sinh vật có hại nữa thì lúc này cái mật số của con ri của mình nó không đạt ở cái ngưỡng mà con mình mong muốn nên cái à, nhiệm vụ nó phân hủy nè rồi nó bảo vệ và cũng như nó giúp cái môi trường đất của mình xốp lên nó vẫn có nhưng mà hiệu quả không cao nên ở đây ví dụ muốn mở ra một ý như thế này nếu mà vườn của mình ở cái thời điểm tối hẻo là nắng tốt và cũng như cái độ hấp thu nước nó tốt thì bà con mình nên chủ động mình tưới ti cô sớm để cho ổn định và cũng như phát huy tác dụng một cách tối ưu nhất và đặt cái trường hợp là hiện tại thì mưa dầm thì làm sao mà có cái khoản tốt để mà con trico hoạt động thì à, với một số bà con mình mà gặp hiện tượng cháy lá nè rồi bông nó bệnh nó rụng nó nằm dưới đó và bà con mình muốn sử dụng cái trico để mà mình hạ một số những cái con mà có hại xuống rồi giúp cho những cái con đối kháng nó nhân lên thì lúc này nó cũng rất là khó khăn thì à, Huyền Nhi thiết nghĩ là giai đoạn này nếu mà bà con mình muốn à, sử dụng cái con trico mà để cho hiệu quả thì à, lá bệnh nhiều nè rồi à, bông bệnh nằm với nhiều bà con mình cũng nên tưới một cái cử thuốc bệnh trước mình diệt những cái à, kẻ thù của con tri cô trước rồi sau đó mình một à, 5-7 ngày sau khi mà ở dưới nó sạch sẽ bà con mình có thể chuẩn tri cô kết hợp với hữu cơ tại vì không thể nào mà con tri cô nó có thể hoạt động khi mà nó không có thức ăn được và thức ăn của nó chính là hữu cơ bà con kèm vô thì nó sẽ à, vừa hoạt động giúp bảo vệ vùng rễ và nó cũng có nguồn thức ăn để mà nó nhân mặt số dưới đây là một cái số mà chia sẻ của Huyền Nhi và Phi Hùng về cái vấn đề mà chúng ta sử dụng trico cô riệt ma cho cái vườn sầu riêng trong cái bối cảnh mưa dầm tiếp theo là câu hỏi vườn bị xì mũ, mưa này tôi sợ nó tái lại thì có cách nào kích kháng trước cho nó được hay không? Rồi, cảm ơn Huỳnh Nhi. Đây là một trong những cái câu hỏi mà Phi Hùng thấy rất là hay bà con. Có nghĩa là mình xác định được cái lịch sử canh tác trong vườn của mình là có nước thân xì mũ rồi và trong bối cảnh mưa dầm sợ kháng và cũng như là sợ nó lặp lại thì ở đây chủ vườn muốn phòng ngừa trước luôn rất là tốt bà con thì ở đây ha nếu mà mình xét về điều kiện thực tế vườn mình chưa có bón vôi trong vòng 6 tháng đổ lại thì bà con mình nên chủ động một cái cự bón vôi để làm chi khi cái việc mà mưa nhiều như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới các nguyên tố kèm trong đất làm cho đất mình nó dễ bị chua tụt pH thì mình mượn cái vôi vào bà con ổn định pH và khử khuẩn cái đó đặc biệt là những cái vị trí nào mà mình thấy là cái cây sầu riêng mình có khả năng là bị tái mạnh thì bà con mình bón vôi nhiều một xíu để cho nó khử khuẩn và ổn định pH rồi cái tiếp là gì trong khi cái môi trường nó đẹp rồi thì mình nên chủ động mình kỹ thêm xíu nữa là mình tưới một cử bệnh để mình quản lý luôn. Tại vì con mình thấy cái nhiệm vụ chính của voi là khử khuẩn và ổn định pH chứ chưa đánh được tới con Phytophthora nha bà con. Nên ở đây bà con mình chủ động tưới một cử bệnh giúp vi hùng thì công thức quen thuộc rồi. Công thức này hiện tại là quản lý Phytophthora rất là đỉnh bà con, đó chính là Agigon 620 ABN với zip ra ABN thì một chai Aigon 620 uh, 1 lít ABN đó bà con cộng hai gói Zipra ra ABN hòa cho 500 lít nước tưới dao động từ 25 tới 30 góc và bà con mình lưu ý những cái uh, vị trí mà có nguy cơ tái lại thì bà con mình pha riêng dùm vi hùng ga 200 lít cộng với chế phẩm thấm sau 30 giây mình phun bên trên để cho mình quản lý một cách tối ưu nhất và đặc biệt là gì mưa nhiều đạm đã nhiều rồi thì công thức phân mình sẽ thiên về ba số cân bằng hoặc là thuần hữu cơ luôn nha bà con đó là một số cái lưu ý để cho bà con mình quản lý và cũng như phòng ngừa phi toga một cách tối ưu nhất và lại sử dụng thêm cái câu là tích tiểu thành đại thì với việc mà chúng ta phòng chống trước cho cái cây thì nó sẽ giảm được cái rủi ro bệnh vì sao bà con mình không phải tốn quá nhiều chi phí để mà chữa trị thì đây cũng là một cái cách giúp bà con mình tiết kiệm trong cái quá trình canh tác cây sầu riêng của mình và câu hỏi cuối trong chương trình ngày hôm nay đó là cắt trái sông gặp mưa mà cây sẽ đi đọc truyền luôn người ta nói thì có đọt non thì không nên cắt cành như vậy thì phải xử lý ra sao? Và anh có chia sẻ là khu tôi khoảng thời gian trước Tết thì gió quật dữ lắm, chắc là cũng có nhu cầu bo cành để mà hạn chế được cái những cái hiện tượng như là gió quét nó làm gãy cành hoặc là gãy nhánh của bà con rồi cảm ơn quỳnh nhi thì à, bà con đang mến đây là một trong những cái thao tác mà khi à, phục hồi xong bắt buộc mình phải xảy ra bà con và điều kiện xảy ra là cây mình không có đọt non cây mình phải già và lá một màu đồng nhất thì à, xét lại một xíu câu hỏi của anh à, nó rất là thực tế bà con tại vì khu vực miền đông tây nguyên là một trong những cái khu vực mà cây sầu riêng luôn luôn đi đọt truyền từ à, thời điểm là đang tạo cơ hoặc là thời điểm bà con mình đang cắt trái thì ở đây ha anh mình thứ nhất là mình khoan tác động thao tác này tại vì ví dụ biết là mình ăn trái xong thường mình sẽ cắt có cành lại quỳ nhi bo lại để cho nó đôn lực cành lên và cũng như giúp cho bà con mình hạn chế cái sự ảnh hưởng của gió thì ở đây anh cứ tạo cơi và chăm sóc bình thường đi anh nếu mà vườn của mình đang đi cơi đọt truyền và đang ở thời điểm là hai tới ba cặp lá mà mình xác định được là cái cờ đọt của mình kết thúc ở đây thì anh có thể dùng một cử già lá mau bằng cái bộ giải pháp là nửa lít Agigon 620 và 250C Nuti actio Tây Ban Nha anh cộng với chế phẩm sau gầy phun dùm vi hùng hai cử cách nhau 5 tới 7 ngày thì lúc này có lân và có dinh dưỡng rồi thì lá của mình sẽ nhanh già và nhanh dày và anh sợ cái quá trình này diễn ra chậm thì anh dùng cái bộ giải pháp này để thúc cho lá già lá dày và đủ dinh dưỡng lá nó vẫn bự sau khi đã đồng nhất một màu rồi thì anh tiến hành thao tác mình cắt cành thôi và sau khi anh cắt cành xong thì một cái vấn đề là gì mình cắt xong mình để lại vết thương hở mình phải khử khuẩn và bảo vệ cái vết thương đó lành theo một cách tự nhiên nhất bằng zip ra một gói zip ra 500 g, một chai gửi thấm sâu, mình pha cho 300 lít nước mình phun rửa đốm gông, nấm hồng rồi mình bảo vệ vết thương đó luôn. Thì đó là cái hướng mà Phi Hùng muốn chia sẻ với anh thì Phi Hùng tin rằng nếu mình cắt cành đúng thời điểm thì sẽ giúp cho những cái cành của mình nó lực hơn và tránh được những cái trường hợp như gió nó gãy. Cảm ơn Phi Hùng rất là nhiều. À, và bà con thân mến thì đó cũng là những cái phần tư vấn trong chương trình hỏi đáp nhanh sầu riêng kỳ số 27 ngày hôm nay. À, Huyền Nhi cũng biết là bà con mình canh tác trong bó cảnh mưa gió thì mình cũng nóng lòng mình đi thăm vườn lắm nhưng mà nếu mà gặp thời tiết mưa quá nhiều rồi gió hoạt rồi sấm sét thì cũng nên chú ý bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình trước tiên khi mà mình khỏe thì mình mới có được cái sức lực mình đi chăm sóc cho cây ha. Và cuối lời thì Huyền Nhi và Phi Hùng xin chúc là bà con mình sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuối vụ thu về khoảng năng suất cao nè, lợi nhuận tốt trong vụ sầu riêng năm nay. Xin trân trọng kính chào.